Ngày 24 tháng 9, Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an phường Tân Tiến làm rõ đối tượng liên quan vụ bà Lê Thị Thuận, 46 tuổi, tạm trú thành phố Biên Hòa, trình báo bị kẻ gian lừa tráo 840 tờ vé số. Bà Thuận không tay, không chân, không biết chữ, sống bằng nghề bán vé số ngay ngã tư Lạc Cường, khu phố 2, phường Tân Tiến nhiều năm nay. Theo bà Thuận, sáng cùng ngày, bà bán vé số bên lề đường Dương Tử Giang gần ngã tư Lạc Cường như mọi khi. Lúc này, một người đàn ông khoảng 50 tuổi đi xe máy màu đỏ, mặc áo khoác màu nâu đến hỏi mua vé số. Thời điểm này, sắp vé số còn nguyên 840 tờ để trong giỏ sách, nên người phụ nữ nói người đàn ông này tự mở giỏ lấy vé. Một lúc sau, người đàn ông lấy 8 tờ vé số, đưa tờ 200.000 đồng. Trong lúc bà Thuận thối tiền thừa, người đàn ông bỏ một sắp vé số khác cùng đài Tiền Giang nhưng khác ngày vào giỏ của bà Thuận rồi phóng xe rời đi. Người bán vé số sau đó lấy vé số trong giỏ trải lên bày bán. Khi một khách hàng đến mua vé số mới phát hiện toàn bộ sắp vé số là số cũ ngày 30 tháng 4 năm 2023. Bà Thuận khóc nói bà không biết chữ, nghe khách nói mới biết mình bị lừa. Bà Thuận đã trình báo công an phường Tân Tiến. Đây là lần thứ tư bà bị người khác giật vé số hoặc tráo đổi vé số. Muốn rồi công an đóng vậy phường. Rồi công an lấy cái tập vé số của ông đó luôn rồi. Để thẳng băng luôn anh Phú Minh. Lấy cái tập vé số mà chị. Ông đó đó, ông kéo á. Vé số của ông là ngày 34. Ông bảo giả chị. Còn cái tập vé số của chị là ông đó, ông giật chạy luôn rồi. Mà cùng của đài Tiền Giang luôn. Cùng của đài Tiền Giang luôn. Em có ấm ngày 34. Đó là sổ rồi. Sổ rồi. Đúng không?